thực phẩm chức năng Unimate của Unicity, thức uống, tăng tập trung và khả năng tỉnh táo. Sản phẩm tập trung tỉnh táo tăng cường năng lượng, giúp bổ sung đầy đủ dưỡng chất, hỗ trợ các vấn đề liên quan đến hệ thần kinh, tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu não, tăng sự tập trung, tăng khả năng sáng tạo, giảm mệt mỏi và căng thẳng stress, hỗ trợ chức năng nhận thức và tâm trạng tốt. Unimate của Unicity là một bước đột phá trong công nghệ trị liệu chăm sóc sức khỏe não bộ theo công thức hoàn toàn mới. Một sản phẩm có thể giúp cho đầu óc của bạn tăng sự tập trung, tăng sự chịu đựng với sự kết hợp tuyệt vời giữa các vitamin và khoáng chất. Bổ sung năng lượng giúp cơ thể tỉnh táo, không mệt mỏi để khởi động cho một ngày mới tràn đầy năng lượng. Chính vì những công dụng ưu việt nổi trội của Unimate Unicity được xem như là thức uống thiên nhiên thân thiện với người dùng, sản phẩm đã và đang làm hài lòng rất nhiều khách hàng đã từng sử dụng qua dòng sản phẩm này. Chẳng hạn bạn cũng đang muốn tìm hiểu rõ hơn về sản phẩm, hãy cùng chúng tôi làm rõ qua những nội dung như sau. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về sản phẩm. Unimate, sản phẩm được đóng gói chiết xuất dưới dạng bột, được chế biến từ nguồn nguyên liệu thảo dược thiên nhiên, đạt chứng nhận bởi tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm giúp khả năng tăng tập trung, tăng sự chịu đựng, tăng sự tỉnh táo, tăng cường trí nhớ, giảm stress, bổ sung dinh dưỡng cho não. Sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ của tập đoàn Unicity là đơn vị sản xuất và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm, được thị trường nội địa và thế giới tin tưởng sử dụng trong nhiều năm qua, trong đó có Việt Nam. Với ưu điểm lớn nhất là thành phần gồm 100% thảo dược từ thiên nhiên, phù hợp với người tiêu dùng và đặc biệt là thị trường người Việt. Unimate dễ sử dụng, phù hợp với những người vận động nhiều hay tập luyện thể thao, cần dung nạp năng lượng và giúp giảm mệt mỏi, tăng cường sức chịu đựng, khả năng tập trung và sự tỉnh táo, sự bền bỉ cho cơ thể chúng ta. Thông tin chi tiết về thức uống Unimate. Khối lượng 30 gói trên một hộp, xuất xứ Mỹ. Nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Unicity Marketing Việt Nam. Đối tượng sử dụng. Unimate là một loại thức uống cao cấp, sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau và đặc biệt là các đối tượng nên áp dụng sản phẩm để hỗ trợ cơ thể hoàn thiện hơn. Những người mắc chứng hay quên, đãng trí, trí nhớ kém, người bận rộn, nhiều công việc và cần có sự tập trung cao, người muốn cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng cường sự tập trung minh mẫn, người hay hoảng loạn, căng thẳng, lo lắng, bị stress nhiều, những người thường xuyên bị mất ngủ, khó ngủ, ngủ chập chờn, ngủ không ngon và không sâu giấc, những người bị thiếu máu não với triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, người bị suy giảm trí nhớ, rối loạn tiền đình, những người bị thiếu hụt testosterone do tuổi tác, những người nghiện rượu bia, thường trong tình trạng không tỉnh táo. Đối với phụ nữ trong giai đoạn thai kỳ, cho con bú, trẻ em dưới 18 tuổi thì hãy xin ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm. Người cao tuổi cải thiện tình trạng lú lẫn hay quên, đau đầu, mất ngủ, suy giảm trí nhớ. Chống chỉ định với phụ nữ có thai và cho con bú. Nếu bạn đang dùng sản phẩm theo toa hoặc có tiền sử bệnh mãn tính, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ sử dụng trước khi dùng. Liên hệ số điện thoại 0867-288-594 để được tư vấn mua hàng với giá ưu đãi nhất, cam kết sản phẩm chính hãng. Thành phần chính của Unimate. Nổi tiếng chứa đựng những thành phần nguyên liệu từ thiên nhiên, giàu dinh dưỡng lại đảm bảo an toàn. Ngay sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem trong Unimate bao gồm những gì. Thành phần chính của Unimate có chứa 3 hợp chất rất tốt cho sức khỏe. Theo bromide, triterpenoid và chlorogenic acid giúp hỗ trợ cải thiện tâm trạng tốt hơn, tăng cường sự tập trung và tỉnh táo một cách nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt là không hề gây ra những phản ứng phụ đối với cơ thể. Theo bromide là một hợp chất của caffeine, là một alkaloid đắng của cây cacao. Hợp chất này được phát hiện lần đầu tiên vào những năm 1840. Ngày nay, nhiều nghiên cứu đã chứng minh được lợi ích tuyệt vời của nó đối với sức khỏe. Theo bromide tác dụng kích thích, tăng tốc độ nhịp tim, có thể làm tăng sự tỉnh táo và tăng đi tiểu. Ngoài ra, theo bromide ảnh hưởng đến sự tập trung thông qua một cơ chế tương tự như caffeine. Nó ngăn chặn các thụ thể adenosine và ức chế phosphodiesterase adenosine và ức chế phosphodiesterase. Nói một cách đơn giản, nó giúp giảm tác động của hóa chất trong não khiến bạn cảm thấy lảo đảo và không tập trung.
Theo bromide có thể cải thiện hiệu suất tinh thần, động lực và khả năng tập trung và giảm mệt mỏi. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được các tác dụng này. Một nghiên cứu cho thấy sử dụng cacao làm giảm mệt mỏi và tăng sự tập trung. Triterpenoid là một hợp chất được tìm thấy nhiều trong các loại nấm mà theo nhiều nghiên cứu mới nhất cho thấy chất này tồn tại hàm lượng khá lớn trong suốt nấm linh chi. Triterpenoid có tham gia vào quá trình truyền xung thần kinh tới não, nhờ vậy mà nó có tác dụng hỗ trợ chức năng của hệ thần kinh trung ương, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, mất trí nhớ ở người cao tuổi. Ngoài ra, triterpenoid còn có tác dụng làm lành vết thương, hỗ trợ và phòng điều trị ung thư, chống lão hóa, chống dị ứng, hen suyễn, giúp kháng viêm, giảm đau và giúp tim mạch khỏe mạnh. Chlorogenic acid là một hợp chất được tìm thấy trong nhiều loại hạt cà phê. Được biết đến là một chất chống oxy hóa mạnh và kháng khuẩn kháng virus. Chất này có tác dụng chống lão hóa, hỗ trợ các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch. Có tác dụng cải thiện tâm trạng, giúp bạn tăng sự tập trung nhờ chứa hàm lượng vừa phải caffeine. Cà phê xanh giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng cường trí nhớ, sự tỉnh táo và tốt cho tâm trạng. Ngoài ra, sản phẩm Unimate còn có chứa một số thành phần khác như hạt bí ngô, vỏ cây óc chó đen, tỏi, nụ đinh hương, lá cây xô thơm, chiết xuất hạt thủ ô đỏ, rễ cây long đờm, hạt cây cỏ cà ri, lá cây bài hương, chiết xuất hoa cúc la mã, lá bạc hà, cỏ xạ hương, hạt tiêu đen, hạt cây thì là. Công dụng và lợi ích. Sản phẩm là thức uống dinh dưỡng tăng khả năng vận động của hệ thần kinh, giúp tinh thần tỉnh táo, giảm căng thẳng mệt mỏi. Việc sử dụng Unimate tái tạo năng lượng, tăng khả năng tập trung được xem là giải pháp hữu hiệu đối với người dùng bởi những tác dụng của sản phẩm quá nổi bật. Giúp tăng cường sự tỉnh táo minh mẫn, độ tập trung vào công việc, học tập và cuộc sống, giảm sự mệt mỏi căng thẳng áp lực, giải nhiệt cơ thể, tăng cường trí nhớ, giảm stress, tăng sóng alpha và mang lại cảm giác bình an sâu. Tăng khả năng tập trung, giữ tinh thần tỉnh táo để làm việc hiệu suất hơn, giúp tăng cường tuần hoàn và lưu thông máu, tăng cường sức khỏe, giúp tăng năng lượng nhẹ nhàng và lâu bền cho cơ thể. Lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hướng dẫn sử dụng. Với việc nhu cầu sử dụng của Unimate cao, nhờ những tính năng nổi trội mà sản phẩm mang lại, nên Unimate với công nghệ hiện đại của Mỹ đã trở thành thực phẩm thiết yếu cho người giảm cân. Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên sử dụng Unimate theo cách sau. Để người dùng có thể tận hưởng được hết nguồn dưỡng chất quý giá trong thức uống dinh dưỡng Unimate, bước quan trọng nhất là phải pha đúng cách. Pha một gói tương ứng với 4,45g với khoảng 240-300ml nước nóng hoặc nước lạnh, dùng một lần một ngày. Dùng trước bữa ăn khoảng 10-15 phút để có hiệu quả tốt nhất, lắc đều và uống ngay sau khi lắc. Nên sử dụng ngay sau khi pha, không nên để bên ngoài môi trường quá lâu vì khả năng oxy hóa. Sử dụng cùng với các sản phẩm khác của Unicity để đạt được hiệu quả cao. Để tăng hiệu quả, công ty khuyến nghị nên sử dụng kết hợp với BioLife Air và LC của Unicity để tối ưu hóa năng lượng đưa vào cơ thể, kết hợp với Unimate tăng thêm hiệu quả cho từng trường hợp. Bạn nên sử dụng sản phẩm đều đặn hàng ngày, sử dụng ít nhất 2 tháng để thấy hiệu quả của nước uống Unimate. Bên cạnh đó thì chúng ta nên kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung các loại vitamin, ngủ đúng giờ đủ giấc và uống nước đầy đủ. Liên hệ số điện thoại 0867-288-594 để được tư vấn mua hàng với giá ưu đãi nhất, cam kết sản phẩm chính hãng,